Ninh Bình là một trong những địa điểm du lịch hút khách bởi nơi đây mang đậm nét văn hóa truyền thống với những công trình kiến trúc ngàn năm, những điểm du lịch tâm linh quyền bí và vô số món ăn đặc sản hấp dẫn. Nếu có dịp đến đây trong những ngày cuối tháng 10 này, quý vị sẽ được trải nghiệm nhiều lễ hội hấp dẫn, đặc biệt là lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình và lễ hội khinh khí cầu Tràng An Cúc Phương. Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, từ ngày hôm nay 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 sẽ diễn ra nhiều hoạt động lễ hội hấp dẫn, gồm lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình với chủ đề Tinh hoa ẩm thực miền cố đô diễn ra từ ngày 18 tháng 10. Sự kiện quy tụ khoảng 100 gian hàng với nhiều hoạt động văn hóa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền. Bên cạnh đó, lễ hội khinh khí cầu Tràng An Cúc Phương với chủ đề Tuyệt sắc miền cố đô diễn ra từ ngày 26 tháng 10 với quy mô gồm 35 khinh khí cầu và dù lượn. Thời gian để người dân và du khách trải nghiệm bay đi và bay treo khinh khí cầu sẽ là từ 7 giờ đến 9 giờ và từ sau 16 giờ 30 phút đến 21 giờ. Đây là những sự kiện ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014-2024. Thông qua các lễ hội, ban tổ chức kỳ vọng góp phần nâng tầm giá trị, chất lượng các món ăn vùng đất cố đô Hoa Lư để phục vụ du khách, tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch, văn hóa ẩm thực, con người, những tiềm năng lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.